hôm nay về tràn nguyên một tủ cá dứa luôn cả nhà ơi, nhìn hấp dẫn không? Có nhiều bạn hỏi mình á là cá dứa bên chị có mấy loại, thì đây mình trả lời luôn nha. Bên mình từ trước đến giờ 7-8 năm nay mình đã bán hải sản thì duy nhất mình chỉ bán một loại cá dứa duy nhất. Cá dứa bên mình là chuẩn dứa một nắng nha các bạn. Mỗi lần là mình bán cá dứa theo con, một con bên mình là từ 700-900 gram đến 1,5 kg. Nhưng mà do yêu cầu của khách thì khách nói là bỏ tủ lạnh chật quá, mấy lại mỗi lần xẻ nó cũng bất tiện, chế biến nó cũng lâu, nên là mình đã xẻ khay như này, xếp khay như này. Mỗi khay này là 500 gram nha các cả nhà. Giá cá dứa bên mình là 440.000 đồng một ký. Các bạn có thể mua nửa 500 gram, một khay 500 gram này về trải nghiệm nha. Khách bên mình á, là rất chuộng món cá dứa bên mình, hay dùng để mua biếu tặng lắm. Tại vì họ ăn một lần rồi á, là họ sẽ rất yên tâm và rất thích cái những sản phẩm cá một nắng bên mình. Các bạn có thể chiên bằng sơ với một chút dầu, hoặc là các bạn cho vào nồi chiên không dầu đều rất ngon nha. Khách mà sành ăn cá dứa thì sẽ rất khó ăn được cá khác, tại vì cá dứa là nữ hoàng cá một nắng mà các bạn.